Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là phần khay SIM của điện thoại LG V50S ThinQ. Nó được hàn chiết trên bo mạch chủ của máy như này, trên main của máy như này. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần khay SIM của điện thoại LG V50S ThinQ, lỗi hỏng, nhận SIM lúc được lúc không, chập chờn, cầm một địa chỉ thay mới khay SIM, sửa lỗi không nhận SIM trên điện thoại LG V50S ThinQ, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Di động cao cấp.vn có đầy đủ tất cả linh kiện trên điện thoại LG V50S ThinQ nói chung và phần khay SIM của máy nói riêng thì mới bị các bạn khi cần. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới bị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn, quý vị các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD. Chúng tôi sẽ ship khay SIM của điện thoại LG V50S đến tận địa chỉ quý vị các bạn yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị và bạn đã xem video về di động cao cấp.vn để tìm cấp link phụ kiện của điện thoại LG V50S hàng đầu hiện nay. Xin cảm ơn quý vị và bạn.